tình đầu đẹp như gió chiều trong tim như em. Hello anh em nhá. Mình stream chắc tầm tới 6 giờ, 6 giờ mấy là mình off, stream tầm 2 tiếng là mình off. Ăn cơm, ăn uống, tắm rửa để lại lên stream tiếp. Tầm 8 giờ stream lại. Ăn thấy bài 5 tiền mùa này không khỏe nhưng mấy mùa trước bài 5 tiền mùa này khỏe mà em. Khỏe vãi lên đấy chứ sao không khỏe. Gần như là vô địch là con gì này. Thua bé ớt của ăn thôi chứ. Ở đấy mà không khỏe à? Mẹ em có thử phun bài 5 tiền coi. Ở đấy mà không khỏe à? Nó đè đầu nó đấm từng thằng chứ ở đấy mà không khỏe à? Ác quỷ giờ yếu quá em ạ. Yếu quá. Bản sao kêu cút rồi ngài ơi, mình thấy mình đọc cập nhật rồi, mình đọc xin sư có cập nhật bản sao chưa biết có phải cập nhật chính thức hay không. Nhưng mình thấy kêu như vậy ngon mà. Con kêu nó đâu có mặn nhờ cái thăng cái bất tử của nó đâu bạn. Nó mặn nhờ cái đam. Kêu như vậy là vẫn ngon nhá. Kêu như vậy đánh bằng con kêu như vậy thì các bạn đánh bằng kiểu ấy cung thủ này. Ba con vừa la luôn kìa. Nhà bỏ con ác phí quá. Kêu như vậy thì các bạn đánh kiểu kêu đam chuẩn luôn. Tốc độ đánh của nó cao lên mà 1.1 ý kata này. Ba con vừa la. Này leo na 2. Bốn con vừa la này kìa. Nhưng mà nhìn con kata thèm hơn em ơi. Nhìn con kata ngon hơn. Từ từ nhá. Có thể bỏ áp cũng được này. Mua con mập với con Kha'Zix là vô đép được ấy. Nhìn con kata đầu game đép ngon hơn. Rồi đông đủ chưa. Từ từ lượm đồ xong mở kèo này. Kha'Zix, Kha'Zix, Kha'Zix. Đấy, Kha'Zix này, mập này. Rồi, ok à, làm sao ta. Tính ấp chết nhưng mà suy nghĩ lại rồi các bạn ạ. Mình tính ấp chết nhưng mà mình suy nghĩ lại. Tại vì vên ra nhiều thế. Hay ấp chết giữ máu ta. Ấp chết theo con mập. Đó, ấp chết đi. Đánh bằng vên nguy hiểm lắm. Hay thêm Kha'Zix ta. Thêm Kha'Zix đi. Hai sát thủ ấy. Đi cho nó đi. Ủa hôm nay vừa vô ba long tộc rồi này, ngon quá trời. Ui ba long tộc mà hai con ác rồi đấy. Hai con ác rồi này. Thôi mở kèo cái. Đồ ven có kìa, có một cái cung thôi, từ từ. Đồ này đúng. Đồ này là đồ kata ngon hơn chứ. Nước mắt. Hai nước mắt này. Thôi à, lấy hai nước mắt hắc ám đi. Cho luôn con đấy nha. Cho luôn con này đi. Để tí nữa có gì mình swap sang con Rai. Bây giờ kiếm thêm cái giáp thiên thần nữa. Ấp chết đánh bằng Rai nhé. Đừng ham đánh bằng Vayne. Đánh bằng Rai ngon. Kata hai nước mắt đầu game đẹp ngon. Cho nó cái giáp đi. Tí cho nó giáp thiên thần. Hai nước mắt hắc ám giáp thiên thần tí cho Rai. Rồi cung này để tí nuôi Raven. Thôi thua. Má tìm nó khỏe quá. Đéo gì. Mẹ ba con chiến binh là Lee Sin này và La Hai. Lắc cả cùm cung. Thứ nào chịu nổi. Bài mình đầu game ít đam mà. Đánh về được mấy cái thằng giấy giấy thôi.
Gặp mấy thằng châu bò này chịu. Việc công hiến quá thì mày ngon mà tự lên ba đi. Mày ngon mà tự lên ba xem nó có chơi mày không. Mày ngon mày ra nữa đấy. Mày ngon mày ra nữa đấy. Mình thấy mẹ để hai tan ngon hơn đấy nhỉ. Để hai con tan ngon hơn. Ui lại thêm ông này có ba long tộc từ sớm này. Hai quả trứng là biết ba long tộc sớm rồi đấy, 2.1 rồi đấy. Rồi hai nhà có long tộc sớm luôn. Ván này mẹ lobby hơi chó đỏ nha. Lobby hơi bị chó đỏ ván này đấy. Đâu mình vẫn up chết đánh bình thường các bạn ạ. Này chứng minh luôn này, up chết này. Vẫn up chết đánh bình thường, tôi đéo quan tâm luôn đấy. Mày ra, mày không ra thôi. Không quan tâm luôn đấy các bạn. Gan. Ngon thế này mình xin cái BF vậy. Không quan tâm luôn ấy. Lên tự lên ven 3 thì tao đắn. Không thôi. Tự lên thì tao đắn các bạn ạ. Không thì không có đắn đâu. Muốn lừa thao à? Đâu có dễ đâu. Lừa ai chứ lừa ngài. Mặt tôi dễ lừa lắm. Có link donate rồi kìa, ai test đi. Anh em cứ ngồi cứ hỏi anh ơi khi nào có play đua, có nó có link donate các kiểu. Bây giờ có link donate chả thấy thế nào donate vậy. Donate thử phát ngay. Chả biết bé lớn giờ chưa xài link donate lần nào. Không biết link donate nó tròn méo là sao. Donate thử phát ngay. Lobby đỏ mà. Mình lại chơi chuỗi thắng thua rồi. Lobby đỏ quá. Nó bị kinh quá. Ê rõ ràng tôi không phải tôi khều nha. Chính mấy ông đòi tôi mẹ gắn link donate nha. Đến lúc gắn link donate mà đéo thấy thằng nào donate. Hơi buồn á. Toàn mấy ông đòi tôi mẹ gắn link donate chứ ai. Bây giờ gắn link donate rồi đây. Donate được chứ. Chép gì có thông báo mà bạn donate là có thông báo tiếng nó lên liền. Chả thấy ai donate. Gắn hai hôm nay rồi, không thấy ai donate. Tôi nghèo lắm, toàn ăn mì không, ăn mì với cái gì bạn. Mì bây giờ nó nhiều loại mì lắm. Mì một quan trọng là mì nó kèm với topping là cái gì. Mẹ mì kẹp topping thêm con tôm hùm vô thì cũng chẳng có nghèo đâu. Ăn mì xem kia thêm con tôm. Ăn mì tôm nhưng mà tôm là tôm hùm. Thế thì nghèo con kho. Đấy, suy vong gọi này. Suy vong gọi vờ lơ là con gì nữa.
things of night. Let's get his party started. Mày ngon, mày tự lên đấy, mày cứ tự lên đấy, tao biết cách tao đánh mày à, cứ tự lên đấy. Đây ông này là cái ông vừa vô có ba long tộc đấy đúng không? Đấy 3.1 S2 này. Nó có S2 sớm lắm. Dễ chưa? À mình chơi chiêu win logic các bạn ạ, nghèo thấy mẹ luôn. Chơi từ chiêu win logic. Nghèo chết mẹ. Nghèo sấp mặt lờ. Chơi từ chiêu cuối, từ chiêu win logic. Thôi không có roll, không có roll. Roll cái gì, đánh suy vong mà roll là chết. Lên 3 thì tôi nuôi, không lên 3 thì thôi. Đừng có lừa. Đánh giữ máu thôi không? Tích 50 tiền đi, rồi up chết từ từ. Đánh tích 50 tiền giữ máu. Từ từ thôi. Bản sau suy vong cũng cút mà. Bạn sao tôi thấy suy vong bạn phải có 4 đồ suy vong đổ lên thì bạn mới đánh bạn được. Ba ít cũng phải 3 đồ suy vong thì sức mạnh khi mà đạt ngưỡng 4 đồ suy vong ấy thì nó cũng thế. Nhưng mà ít ít mà phải có 3 đồ đánh mới được. Không có đồ suy vong bạn sau mà đánh suy vong không có mấy cái đồ hắc ám là đánh không được. Đánh là bị mẹ toang liền. Úi giời. Châm kìa. Lee Sin 2, Yasuo 2, Morgana 2, 3.3, chấm hỏi phát. Chấm hỏi phát chứ còn gì nữa. Bài này đáng chấm hỏi chứ. Không chấm hỏi ra hồ nó cười cho. Chấm hỏi sắp mặt lên đó đi. Bài này. Vẽ đồ luôn này. Trông chán chưa? Ván này chắc phải làm cái gì thắc ám. Đấy, lại thêm thằng long tộc này. Bài mình tính ra nếu mà đúng đặt ở cái lobby khác là bài mình giữ máu tốt lắm luôn ấy. Nhưng mà lobby này là no hope. Lobby này là lobby chó đỏ các bạn ơi. Vừa vào ngửi cái mùi là thấy lobby chó đỏ này. Nghe cái mùi là thấy lobby chó đỏ sợ lắm rồi. Rai kìa, Rai ngon này. Làm đầy máu nó có quỷ thư hắc ám cho Rai luôn. Hai nước mắt quỷ thư hắc ám. Lấy cái đai máu thường nữa là có quỷ thứ hắc ám cho Rai rồi. Rồi, bây giờ đưa đồ cho Rai chói chết mẹ chúng nó đi. Lắp chết lên mà đánh. Hắc quỷ thư cho chết mẹ chúng nó. Đánh up chết, đừng có lừa tao. Tao up chết. Tao không có đánh bình thường đâu, tao đánh up chết cơ. Từ nha, đừng có bán kata vội. Chưa đưa đồ ra được đâu. Team phải có carry đã. Team chưa có carry, chưa đưa đồ ra được. Để đấy, V lên 3 thì xài, không lên 3 là thối.
là chắc không lên được 3 đâu. Không, không roll bạn ơi, roll là cút. Nó tự lên thì chơi, không tự lên thì cứ Raven mà nuôi. Tí cứ dồn đồ cho con Vayne thôi. Ra Raven thì nuôi. Không có roll. Mẹ sàn này mà còn roll thì chỉ có cút sớm thôi. Sàn này là sàn chó đỏ đấy, đã trước. Thằng nào nó cũng lực hết á. Sàn toàn level 6 cạn tiền thôi. À ok. À mình cứ chơi win lose chick nữa chứ. Nghèo vãi. Cứ win chick thì lose chick thì win chick thì lose chick. Bởi vậy tôi mới tích 50 tiền đấy. Tôi tích lại 50 tiền mà. Không tích 50 tiền thì toang lắm. Giờ phải kiếm được carry á thì mới đổi đồ cho từ con Kata sang con Rai được. Đây carry này. Thấy chưa? Raven này. Chơi Raven không thích hơn à? Tại sao lại cứ phải đổi chơi con khác làm gì? Raven 1 thôi em, từ từ. Khi nào Raven 2 đi anh em nói gì nói. Bài này phải up 8 sớm, bắt buộc phải up thẳng 8. Bài này 7 chứ không nổi. Up 8 là kiếm thêm con reo nữa mới được. Ôi lắm găng nó chắc cung săn đi. Để thử red thêm con mập. Để thử red không? Để chắc đổi đồ Rai được ấy. Thêm con mập và cho thêm tăng. Để xem anh. Cung săn à? Cung săn bàn tay công lý à? Chắc là cung săn vô cực bàn tay công lý luôn nhở. Sẽ đánh kiểu cung săn vô cực bàn tay luôn ấy. Rai con đi nhặt má ơi. Thây ma được này. Ấn thây ma ngon đấy. Ấn thây ma kiếm nunu nữa là được 3 thây ma đấy. Thôi lên thiết giáp cũng được các bạn ạ, lấy thiết giáp đi. Đằng nào tí mình cũng kẹp reo với Nautilus à. Rai này đây. Lên thiết giáp cho nó trâu. Ấn thiết giáp ngon hơn. Tí đằng nào cũng kẹp reo à. Thôi cho con này cái này đi. Thêm stat suy vong. Giờ đi lượm cái đai máu trước đi nhở. Cung săn bàn tay công lý trước đi. Vị thứ hắc ám. Raven không có cùng đao thiết tốc đắt. Đấy, thấy chưa? Level 7 gấu thiên thần mà mực này. Mực 2 đấy, 2 reo đấy. Đấy, Rai bắt đầu khốn nạn rồi đấy. Con Rai bắt đầu khốn nạn rồi đấy. Cho mày bất tỉnh luôn. Cho mày bất tỉnh luôn. Ồ, ngon. Tự ra. Thôi sàn chó đỏ, mình cũng phải chó đỏ tí đi. Thêm phát nữa, Raven 2 là đẹp. Thế, thôi ván này bỏ Vayne thôi, xài Victor đấy. Bỏ Vayne mà xài Victor búp siêu. Cover team ngon hơn. Tí nữa có Victor đó. Ê, nó lock Rai mình kìa.
thu ít. Ý, thu một con binh. Thu một con là bởi binh rồi. Quỷ thư quỷ thủng không thì bàn tay công lý hắc ám nha. Không quỷ thư thì bàn tay công lý. Ui mẹ mà mực. Con mực với con mẹ nó ra. Con mực với con đấy sao nhạt. Trông nô hốt quá à. Tết được nhạt rồi. Rai 2 Solari hắc ám được không ta? Quá chơi game đánh lạc hướng mệt vậy. Rai nón hắc ám hơi bị kinh đấy hả? Thôi đốt máu đi anh em ơi, đốt máu là chân lý. Mẹ không có quỷ thư mẹ. Đốt máu cho nó đi. Đốt máu là chân lý anh em ơi. Kiếm reo rủng các kiểu đấy. Nắc chết đi. Raven nhiều thế. Chín suy vong không ta? Chín suy vong rồi cái thiết giáp của mình vứt đi à? Thôi 6 thôi. Chín suy vong là cái thiết giáp của mình vứt đi ấy. 6 suy vong xong kẹp bí ẩn. Kiếm con reo đi. Ván này chó đỏ rồi, ván này đỏ mà. Roll vậy là đỏ vãi lên nó còn gì nữa. Cái này ván nào đỏ mà nó là đỏ à, ván này roll đỏ đấy. Ván nào đỏ thì mình nhận là đỏ chứ mình chối làm gì anh em. Cần con reo nữa là đẹp. Con reo vô đây là lên chết kiếm kinh rẹt thôi là xong. Reo vào đây lên chết kiếm kinh rẹt, để con này bết góc. Bọn nó để hết team qua bên kia rồi đúng không? Raven tập dưỡng sinh thì phải chịu thôi chứ sao giờ bạn. Đồ không có. Có nhiều đồ dồn ra hết rồi. Có đồ đâu. Đồ không có. Phải chịu khó tập dưỡng sinh đi chứ. Còn gì nữa. Ép reo. Reo 1 thôi bạn. Bạn không roll reo. Tí chúng nó roll hết. Con reo nó hot lắm. 4 con reo rồi này. 5 con rồi này. Ông này cầm order nhiều đấy. 5 con reo rồi. 6 con reo. 7 con reo rồi. Thằng đấy cầm 2 con, 7 con rồi đấy. Đấy hít kiếm này. Má hai cung xanh hả trời. Hít kiếm thì được rồi. Hay là diệt khổng lồ ta. Khăn hắc ám diệt khổng lồ. Diệt khổng lồ với khăn hắc ám không. Diệt khổng lồ đi, hít kiếm làm đéo rồi. Đá hai găng đâu? Vô cực cùng cung á. Mẹ vô cực này tự lăn ra chết á. Vô cực này là tự lăn ra chết á. Vô cực thường thì được. Thôi từ từ xong round này đi. Xong round này sẽ nhặt được đồ gì đã. Nếu mà nhặt được cái nước mắt thì ok chơi. Chắc nhận được gì á, thằng này cũng hai cung săn này. Để coi coi, nhận được đồ gì đấy. Hai găng xong rồi diệt là được. Hoặc là hai găng với hít kiếm là được. Hai găng cho con gì đó đi là được. Virgo chẳng hạn. Ấy có quân đoàn này.
Quân đoàn thì bỏ mẹ Mordor đi. Kỵ sĩ thì tí kẹp reo thôi là được rồi. Lấy quân đoàn ha. Lấy quân đoàn là ngon rồi. Lấy quân đoàn là được rồi. Bỏ mẹ Mordor đi, đâu cần đâu. Lấy quân đoàn, bỏ Mordor đi. Kẹp bí ẩn vào. Lấy quân đoàn kẹp Mordor, bỏ bí ẩn. Để bí ẩn vào là ngon rồi. Cho con đại con Vên quân đoàn đi. Rồi, chắc là hai găng với lại hít kiếm đi. Chứ giờ vô cực là bóp này. Hai găng hít kiếm đi. Hai găng cho tí cho Viego. Bây giờ hai găng cho tạm con Warwick đi. Rồi hít kiếm đi. Không có hít kiếm lại lăn ra chết nữa. Vừa gặp thằng này cho bí ẩn vô là đẹp rồi đấy. Thôi lên chat anh em ơi. Lên chat được rồi đấy. Lên chat kiếm con reo với lại cho thêm con Viego vô nữa. Thử. Đấy, 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 đấy. Cảm ơn người ngu ngốc nha. Có rồi kìa. Ui, lại Raven này. Cốc hắc ám này. Đâu ra con đoàn đâu cần. Bây giờ phải bốc con ra để đúng góc cơ. Bốc con ra để đúng góc. Hồi nãy để góc bên này là ngon rồi. Mình để nhầm góc ấy. Can save ride đi. Ôi chết mẹ ra luôn rồi. Thiếu con reo yếu quá nhỉ. Thiếu con reo hơi yếu thôi. Tất tiền đi anh em ơi. Tất tiền mới lên nổi chết. Ôm ôm kiểu này đâu có lên nổi chết đâu. Giờ phải kiếm thêm đồ. Kiếm con Viego và kiếm thêm đồ nữa. Viego tí thay Warwick này. Victor thì thay con con Vên rồi. Đây 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 đây. Cái này có vẻ ổn. Cái cuồng đao cũng được này, cuồng đao này, cuồng đao này, đánh cho nhanh. Chắc không cần diệt đâu, cuồng đao đi. Cuồng đao ngon quá. Cuồng đao suy vong luôn. Mà mất cuồng đao luôn rồi đấy. Nhìn cái màu nó biết thấy không? Tôi cần cái gì thì nó lấy cái đấy à? Chắc lấy cuồng cung thôi nhỉ. Mà cuồng cung nó có cái gì đâu lấy. Cung thôi. Hãy cùng cung cho Vên đi. Cung cho Vên luôn đi. Bắn phụ đám. Được. Được má. Lát đi. Bước tốc đánh này. Rồi Warwick đồ tăng này. Ngon này. Các ma bà. Olysin 3 đây này. Chịu thôi. Quên mất lại không đổi góc rồi. Thôi mà các ma ba thì cháu chịu. Trưởng cái chết hết mẹ là đổi góc cái gì. Các ma ba thì trưởng phát chết hết mẹ là còn đâu. Chơi bời cái lên gì. Nghĩ sao mà ăn được nó. Mình nói rồi. Các bạn cứ kêu mình đỏ. Đỏ với ai ấy, so với cái lobby này cũng bình thường. Đỏ với ai với đỏ cái lobby là Lee Sin 3 cũng toang kìa. Đỏ là bạn, bạn coi là bạn đỏ với ai. Đỏ với ai. Đỏ ở đâu. Đỏ trong cái lobby này không ăn thua. Bốc con này đi. Bốc con này đặt đúng góc là được. Giờ chắc gặp kêu ấy. Nó né mình như né tà luôn đấy anh em ạ. Cái đẹp mẹ đó. Cứ phải rình thằng nào phải bốc thằng đấy. Căn luôn đấy anh em ạ.
được, vẫn ok, vẫn ok nhá, thắng rồi. Chói chết mợ mày, chói chết mợ, chói chết mợ mày này. Hê hê, top 4, ok. Đây, giáp tinh thần cho nó luôn đi, sống dài dài tí. Top 4 là được rồi. Ván này lobby chó đỏ mà các bạn. Ôi, các ma ba cút rồi kìa, các ma ba cút rồi kìa anh em, các ma ba cút luôn mà ma má. Chưa có reo nữa. Đây rồi. Ừ, team băng như trình trục tội được. Ủa sao đây? Mẹ, gặp thằng ad đi, gặp thằng này. À, không sao, không sao, không sao, được. Được, được, được. Được, thằng này đi rồi. Tuổi lên. Đi. Mẹ, bài ad nó kinh quá. Rồi, leo 2 này. Từ từ nhá. Bài này, bài hai bài đều có đam tay các bạn ạ. Hai bài đều có đam tay cả. Nên khó chơi lắm. Hai cái dao điện. Bây giờ làm sao mà mút được team nó mới ngon đây này. Tôi chả biết gặp ai, xếp đại đi. Tôi chả biết gặp ai luôn ấy. Rồi sai rồi. Tôi đéo biết là tôi gặp thằng ad hay thằng gặp thằng kêu nữa. Ơ? Adu. 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 Đừng nhờn. Bốp. Ừ, thằng này đi rồi. Ôi sắp đôi kìa. Đúng được hai thằng lúc kìa. À. 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 Đù. À đù. Được. À đù. Xếp sai mà vẫn ăn kìa. Đổi góc với chúng tôi à? Mút con lát. Mút chết mẹ con lát rồi. Chết con lát rồi. Hết ai bút siêu nha. Chết lát là hết người bút siêu rồi. Trời nó. Trời anh em ơi. Mút nó. Rồi rai trời. Ôi giời ơi. Game hơi dễ. Bỏ thiết giáp gì team nó có đánh thường đấy. Bỏ thiết giáp. Bỏ cái gì đây. Ôi giời ơi, tưởng sao lobby chó đỏ thế nào ấy. Hay non. Lobby chó đỏ cái gì. Các ma 3 kêu 2 mẹ. Rồi mẹ áp 3 Timo 2, Hammer 2, Kinh Việt 2 các kiểu mẹ. Cũng mạnh đấy. Cũng mạnh. Anh em thấy clip này hay á, thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình ghép tướng mới hoặc là build đội hình mới á, thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch. Trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Rẻ rẻ châu châu châu. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.